Cô gái Yên xin chào toàn thể anh em đam mê nhé. Em tại đang có mấy đôi của ta mổ cứng đấy, chim của ta mà ngỗng phân hồng, chim mà mình giấu dây rút theo đuôi chân các bác nhé. Có mấy đôi trong này, có mấy đôi chim ngoan mổ cứng này. Anh em là chim măng ngỗng phân hồng các bác nhé. Anh em nào cần cái hàng mổ cứng, cô ta mổ cứng nhà lôi em. Địa chỉ là xóm chùa thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Số điện thoại 0397787732. Có cái hàng thịt này, nó có khoảng 7-8 đôi thịt. Đây, ngoài đây là chim mổ cứng hết rồi. Ở đây là ăn uống cứng hết rồi. Đây nó còn khoảng 4 đôi, 5 đôi theo chuẩn cặp. Còn thì hàng lẻ, như lẻ thì em không bán các bác nhé. Em bán theo đôi. Cái hàng lẻ thì em giữ lại. Để hàng vú thịt đây. Chim vô thịt, chim to đẹp, có thịt. Đây, cái hàng này cũng là hàng ăn uống này. Đây cũng hàng ăn uống cứng. Đây, các bác anh em đam mê cái hàng chim gáy về chơi Hà Nội à. Em luôn có hàng phục vụ cho các bác. Đây, chim bố mẹ này. Anh em cả nhà lô em nhé. Địa chỉ là xóm chùa thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Số điện thoại 0397787732. Em tên là Sơn.